Nói với anh em mày. Nói chuyện còn anh em mà giờ anh em mình làm bữa giờ cũng gần được tháng rồi, mà giờ mình có công việc một chút vô đó mình làm rồi cũng chút cũng nữa anh em mình bây giờ lại thêm được anh em. Bây giờ mình nói về nói hai bạn này thôi, giờ mình nó còn như nó hai bạn chia đi, hai bạn lấy. Kia đây, bên mình là Múa Gaming đây. Hôm nay là Múa đang mới đi Sài Gòn gì ạ? Chẳng anh em mình làm một clip, bữa giờ cũng không có đi clip nên với Sài Gòn công chuyện rồi. Hôm nay là mình để mình dành một tí đầu, nay một tí nó lên làm tiệm bây giờ nó vợ chồng nó mở tiệm làm dép á. Mình đi mình định cho anh lên là kêu thâu giờ một tí nó không làm chứ vợ nó nghỉ, nó không làm nữa. Mình tiếng anh xin anh đi hay làm. Hai anh em mà tạo cho nó với bộ đó thầu tiền mình giải tán chia ra làm bữa nó cũng nói này kia thấy nào không có coi xem là mình chia tài sản bộ máy tính rồi này với mấy cái máy quay mới anh em mới mua rồi đang ở cái chưa lấy gì rồi để coi thử phản ứng một lần đi ra sao coi thành đoạn nó ham không mình là... A few moments later. Hello anh em nha, đây là team mình bữa cũng quay clip nha, bữa muốn vô Sài Gòn các anh chị em giờ đi vô á, nó kêu là bị nó nghỉ, nó không làm nữa. Chứ nếu bây giờ nó làm thì bây giờ nó kêu hẹp ở Hồ Nam, Nam số tháp thì nó phụ vợ nó mở tiệm. Tên mình không kêu thì là Phú Hưng này, điểm Phú Hưng, giờ làm. Còn tiếng bệnh tiếng anh xin anh em qua để nó kêu nó đi làm. Tiền cũng có, ai làm hết. Thôi giờ tiền chắc mình cũng gia tán tiền. Còn mà mình gọn lấy cơn của muối này nhưng mà mình lập cái team khác của anh em mình. Còn muối là anh Bị Hoa đã vô Sài Gòn nói với anh em mày. Nói chuyện còn anh em mà giờ anh em mình làm bữa giờ cũng gần được tháng rồi, mà giờ mình có công việc một chút vô đó mình làm rồi cũng chút cũng nữa anh em mình bây giờ lại thêm được anh em. Bây giờ mình nói về nói hai bạn này thôi, giờ mình nó còn như nó hai bạn chia đi hai bạn lấy. Nói chung mình không muốn làm nữa, trường nào mình chia lại nó làm chồng mình muốn làm bạn các bạn đưa lại cho mình làm, không dùng máy tính ngớ bạn các bạn chơi cái gì nhẹ bạn làm bây giờ mà giờ chồng á là cái tên cái con không muốn là chồng mình đấu lại cái tên khác đúng rồi không đó cái con của ta thì quay lái rồi em còn làm cho cái đám còn đấu tên lại tên của quán nhân viên đúng không chứ sao chứ bây giờ team mình nó giải tán mà mình lấy cho nó thôi giờ hai đi á thì lấy lấy nhảy bố mẹ mày tính này mày quay gì lấy nhảy nó quay 2000 cái gì thì phải đưa lại cho hai bé chỉ rồi nói chung nó bàn giao lại thì nào muốn lấy gì lấy mà lấy gì thì mày gió chung nó luôn á nên là gió nhà mình nhậu đó mà cứ làm thì ra làm cho chia mình khùng mấy chia mình làm luôn tại sáng rồi chia thì giờ tao cũng làm nữa đó thì quay thì nào lấy gì lấy chứ giờ sao nhậu nãy tao nói với nhậu là nhậu chưa lấy bộ máy tính biết cán bộ máy tính không lấy bộ máy tính nó lấy này mày quay cái gì
bốn tao quen trước, nếu mình làm phụ chi mày cứ làm, còn nếu mà ấy không giờ mới làm phụ chi không làm anh không biết quay điện thoại mình làm gì đi anh à, là đánh từ gọi này chị đi anh đi bàn bước chỗ vậy đi bàn bước chỗ vậy từ cái gì bàn bước trở với mày mà có chuyện một chút chi cũng chờ mấy quay gì là con gái với mà chị người ta làm đi tính rồi chứ chưa không chị mà biết được nào mà ấy mà chơi gì hả chơi gì cũng thôi chi chơi gì là chi không hết cái hộp cái thùng nó bàn nó chỉ mấy chơi bàn rồi đây nó hộp cái bàn này thì ấy anh bàn này làm cho anh mà cái này bữa tính ra làm cái bàn lấy gì vậy áo rồi bàn lấy gì vậy coi nào mày nó mày lấy quần kim tính á mày bị điên áo rồi đồ mẹ không trong tim nhậu ấy mới tới không lấy để lên đó bả nhà nhậu ấy nó làm gì ra làm tính bả giờ tao chạy nó mua rồi nó trong à tao đó cũng mua cái tháng luôn rồi làm nó đâu chạy đi vô chạy thì chừng đó để chúng ta kiếm người lập cái tim lại rồi ấy với da trắng vậy rồi có tay lên hai đầu thì mình dương nữa bia đúng không bia rồi bữa nãy nữa làm từ cái đó chi da trắng này nghe không thấy người lái này thì đó ở nhà lên cái đó nhà tao đó chứ sao đó nhà lên thì theo kia bán tiệm để bán cái vợ được không cái à thôi mà làm mấy
đâu. Chặn luôn tiền. Sau cái video này anh em mình cũng kết thúc đây nha anh em. Nhưng mà anh em thấy hay thì đỡ lại cho lên một like, một subscribe nha anh em. Nói chung là team mình cũng thử làm lo thôi mà làm nó nói chung nó không có tham lam như tí heo nha anh em. À, tí heo cũng là tham lam. Tí mắt nó tham nha anh em. Nói chung là team mình cũng sắp có thành viên mới rồi anh em. Mà đây là anh em mình quay clip là sẽ có thành viên mới đi anh em mình. Anh em chào đón thành viên mới của mình nha. Bye bye anh em. Thì anh có đi có thành viên mới là Dương cả Dừa nha anh em. Các bạn em nha. Các bạn em nha. Mày trường trường này tao đi buồn không? Tao đi. Nãy giờ tướng nó đi thiệt anh em ai nó thứ làm mình. Vậy được rồi anh em, vậy dụ nhí gì đâu mà. Nó tướng mình là tham lắm anh em ạ. Mấy em mắc cứ quý. Bờ thiệt đắt, nếu này em muốn đi thiệt này nó tham, nếu tham được đấy kiểu đó, 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 ta đó, ta cầm ôm. Đến gì bán nhàng nhậu được, nếu nó không đỡ gì à, muốn gì bán cầm được gì bán nhàng nhậu đi. Nãy giờ là tướng là nếu mà anh em mà cả làm thì bán nhà bạn chạy ra cho ai rồi lấy gì nhà chi để thanh niên thật là mày đây là một thanh niên các cô gái nên yêu nha anh em. Nãy giờ nó thử làm mình anh em à, làm như mình tham lắm rồi ai biết đâu thấy buồn không phải buồn không buồn nhá, lỡ anh em đi thiệt buồn. Buồn nhá, lỡ anh em đi thiệt buồn. Buồn nhá, hai đêm ta đi nhậu đi. Đây, đây. Điều mà ai là chúc chúc nó một chút nhà tiếng tiếng ơi anh xin nữa kia mà. Tiếng anh xin thì anh dỗ. Không thao đó đâu vậy đó. Đừng có quay nữa, hiểu không? Cái này quay nhờ, đừng có quay nữa. Buồn, ta đi là buồn. Buồn nhắn buồn. Tôi điên tôi chơi ông luôn á. Nghe quắc nó không? Tôi điên tôi chơi ông luôn á. Điên nghe tôi điên tôi ủi ông luôn á. Ủi ông luôn á. Chè chú hồi ổng mé nó chơi nó phấn mình. Chè chú hồi ổng mé nó chơi nó phấn mình. Ủi ông luôn á nha.